người có hay đêm đông đầu tiên được trao ban một món quà vì yêu thương đế bằng lòng thằng con một sớt dấu yêu trong chính nơi đơn đau lầm than nào ai quan tâm thế nhân ngài đã hạ giáng làm người để tội nhân biết Chúa ban tình yêu cứu chúa con qua Giêsu Christ vua thánh dù con chẳng thể nhận ra tại nơi thập giá lòng cha nát tan nhưng vì yêu con chúa cam chịu dòng huyết tuôn trào lòng nhân tình vua Giêsu tội con được chúa xóa bôi từ đây cho dù nơi nào cần con xin dùng con trong tay chúa chúa ơi lòng nguyện hiến dâng trọn đời vì ngài hôm nay con sẽ sống cho phúc âm trong chính nơi đơn đau lầm than nào ai quan tâm thế nhân ngài đã hạ giáng làm người để tội nhân biết chúa ban tình yêu cứu chuộc con qua Giêsu Christ vua thánh dù con chẳng thể nhận ra tại nơi thập giá lòng cha nát tan nhưng vì yêu con chúa cam chịu dòng huyết tuôn trào lòng nhận tình vua Giêsu tội con được chúa xóa bôi từ đây cho dù nơi nào cần con xin dùng con trong tay chúa chúa ơi lòng nguyện hiến dâng trọn đời vì ngày hôm nay con sẽ sống cho phúc âm nương nơi Giêsu nguyện xin dân thân giao ra cho muôn người biết đến món quà từ khi được tha đời con đổi mới ban tình yêu cứu chuộc con qua Giêsu Christ vua thánh dù con chẳng thể nhận ra tại nơi thập giá lòng cha nát tan vì yêu con chúa cam chịu dòng huyết tuôn trào lòng nhân tình vua Giêsu tội con được chúa xóa bôi từ đây cho dù nơi nào cần con xin dùng con trong tay chúa chúa ơi lòng nguyện hiến dâng trọn đời vì ngày hôm nay con sẽ sống cho phúc âm vì yêu tha nhân con sẽ trở nên món quà như chúa vì ngày hôm nay con quyết sống cho phúc âm.